Cô Lan mình xin chào cô chú. Hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2018. Bên mình xin giới thiệu một số loại lan. Cô chú thích mã số nào thì cứ ghi là mã số và gọi điện cho bên con. Tổng con là 0908 846 804. Địa chỉ vườn lan ở phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Hôm nay xin giới thiệu một số giò ngọc điểm lai. Màu mới là màu đớm bò sữa. Cái này cái hoa nó cũng sắp tàn rồi nên không được đẹp lắm. Ngọc điểm mới màu đớm màu sữa, hoa rất là thơm, có hương thơm. Đồng giá là 220.000 một giò. Cái này thì nó đang có nụ nhưng mà nụ nó hàng Thái về thì cái nụ chắc sẽ bị chín nụ hết rồi nên nó không còn nụ nữa. Giờ cũng bán hàng lá là 220.000. Cái này rất là xuyên hoa luôn, ngọc điểm đớm màu sữa. Đây nụ của nó đi. Mà mấy cái này cái nụ không nghĩ nó sẽ bị chín. 220.000 đồng giá luôn. Mà hoa rất là thơm, cái này sắp tàn rồi. Đớm bò sữa. Cây rất là đẹp, bán lá tươi tốt, chuẩn không hoàn chỉnh luôn, không chiều dài được khoảng 20 cm, đoạn lá của nó được khoảng 2.5 cm, 3 cm. Đồng giá là 220.000 một giò, ngọc điểm đớm bò sữa 220.000. Cây của chú thích cây nào thì cứ ghi lại và gọi điện cho bên con. Tên gọi là 0908 846 804. Địa chỉ vườn lan phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và là mình xin chào cô chú.